Hello, xin chào bạn đã quay trở lại kênh KTM.com. Và hôm nay mình đã nhận được sản phẩm chiếc đồng hồ Sunbeam 9000, đơn vị vận chuyển là Vietnam Post. Hộp khá là nhỏ gọn của Vietnam Post. Như video trước mình có giới thiệu ở chương trình Sunbeam đồng hồ phụ kiện trên Lazada giá 9000. Đây, đồng hồ nữ dây kim loại, giá gốc là 110.000. Và Sun với giá 9000 và ship 11.000, tổng 20.000. Quá rẻ cho một cái đồng hồ luôn. Thì gần đây Lazada có rất nhiều sự kiện rất là hot. Thường là tuần nào cũng có mấy sự kiện luôn. Mình đã ra rất là nhiều video hướng dẫn anh em săn. Với sản phẩm tiếc là không có hộp đựng, còn giá chỉ hơn 100.000 thôi. Và mua được với giá 9.000, quá rẻ. Các bạn cứ theo dõi kênh YouTube của mình và thường xuyên luyện tập quay tay thì sẽ săn được rất là nhiều sản phẩm giá rẻ. Vâng, và đây là sản phẩm đồng hồ đồng hồ nữ nên mình nhìn không quen, thấy rất là nhỏ. Và bên ngoài nhìn rất là đẹp. Cái kim đồng hồ nó màu xanh, khá là chất. Đây là mặt dưới bằng kim loại. Nhìn rất là nhỏ gọn, dễ thương, xinh xắn. Và các bạn có thể mua để tặng người yêu, quá ok. Và đây là cái chốt, bỏ chốt ra và ấn vào thì sẽ kích hoạt pin. Đồng hồ này thì có thể chống nước nhẹ thôi. Vâng, đi bơi hay là đi biển là đi luôn cái đồng hồ. Bây giờ mình sẽ đeo thử cho bạn xem. Thực sự thì mình không quen đeo đồng hồ nữ. Cái chốt của nó lúc đầu đeo cũng khá là khó, không quen. Đại loại là lên tay nó như này, nhìn cũng khá bắt mắt. Các chị em hay đeo kiểu ngửa bàn tay lên như này. Nói chung là ổn. Ok, mua về tặng người yêu quá tốt luôn. Nhưng mà hiện tại chưa có người yêu. Link các sản phẩm giá rẻ hàng ngày như trên ảnh. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Như vậy là video này mình đã review sản phẩm đồng hồ săn được 9.000 trên Lazada. Các bạn đã thấy video có ích, like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới, mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.